Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, cậu bé có tên là Sao Li đang vận chuyển các thùng hàng ở thành phố phía đông Quỳnh Giao. Cậu bé có quê ở một vùng nông thôn tỉnh Sang Đông, trở thành trẻ mồ côi sau khi cha qua đời, còn mẹ tái hôn rồi biệt tâm. Cậu bé 7 tuổi được một người bạn của cha nuôi nấng từ lúc lên 3. Ông này làm nghề chuyển phát bưu điện thư từ nên đưa Sao Li theo đến nhiều nơi trong lúc làm việc. Hiện cậu bé tự di chuyển hàng một mình. Câu chuyện về Sao Li đang là một trong những đề tài thu hút nhiều sự chú ý nhất trên Weibo. Mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cậu bé và mong em có một cuộc sống tốt hơn. Trước phản ứng từ dư luận, chính quyền địa phương cho hay họ đang tìm hiểu trường hợp của Sao Li. Giám đốc một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em địa phương xác nhận Sao Li đang được chăm sóc tại đây và sẽ hỗ trợ cậu bé đi học.